Thưa bà con, đây là một video rất là thực tế cũng như là rất là hữu ích khi bà con muốn đánh cái ống trúm lươn hàng trúm lươn nhựa PVC dài 62 phân. Hàng này đủ dài để đánh những lươn ở ruộng, ở đồng, ở ao, ở hồ, ở đầm. Ngoài ống lươn 62 phân này ra thì A Đấu còn có cái ống lươn dài 39 phân, hàng ống lươn đường kính 13, là hàng đấy là đánh cả cua. Thì đây là video của khách hàng gửi về. Phải nói là video này rất là hữu ích cho bà con muốn đánh bắt và tham khảo. Xin mời bà con xem hết video để thấy được là cái đánh bắt hiệu quả. Đây là một trong những sản phẩm A Đấu cung cấp cho bà con, từ ống đánh lươn cho đến mồi dụ lươn. Ồ, sao nghe mà trầm, cảm giác ồ nghe trầm á. Nghe tiếng mưa rồi nữa, tiếp bên này để mình tí. Một tí. Mưa mà nghe chẳng 3-2 nghìn đâu. Ừ. Một nghìn. Một. Tôi còn đắp luôn. Cần được cái này. Ngoài ra còn một cái thái quý là thế đây. Số nhà có rồi tự đào đâu rồi tí nữa. Nghe thao nghe. Đào thái quý nó tạo này giấu nó cũng tạo thế đâu cầm này giấu vào. Lấy. Mừng. Một bao giờ đẹp cái thùng mơ. Chết cất này nó. Nào. Quay thanh đặt cho mình.